Làm cái gì đấy? Anh ơi, em có cách cứu con rồi. Bây giờ vợ chồng mình chỉ cần sinh thêm một đứa con nữa. Em bị điên à? Em không điên, em hoàn toàn tỉnh táo. Khi nãy ở đây nè, có hai bà mẹ nói chuyện với nhau á. Một bà kia sinh thêm một đứa nhỏ nữa, cứu đứa lớn. Chính mắt em còn nhìn thấy đứa lớn khỏe mạnh đứng đây mà. Anh ơi, chuyện này á, vợ chồng mình có thể làm được. Mà anh cũng đã nghe bác sĩ nói rất là rõ rồi. Nếu là anh em ruột á, tỷ lệ thành công sẽ rất là cao. Rồi chờ bé Thỏ khỏe lại á, mình có thêm một đứa nhỏ, rồi sẽ thực hiện cấy tế bào gốc cho con thêm một lần nữa. Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng em quên mất, chúng ta đã không còn là vợ chồng mà. Không còn là vợ chồng thì sao? Anh với em có phải ngủ với nhau đâu. Chỉ cần tinh trùng của anh nè, trứng của em nè, sau đó em sẽ nhờ người mang thai hộ. Anh ơi, em chỉ cần đứa nhỏ thôi. Anh, đây không phải là chuyện chúng ta muốn làm là được đâu em ạ. Tại sao muốn mà không làm được? Chỉ là anh không muốn thôi. Lan, em phải bình tĩnh. Chúng ta có nhiều cách để cứu con mà. Nếu em cảm thấy không yên tâm khi để con ở đây điều trị, chúng ta sẽ mang ra nước ngoài. Và anh tin chắc chắn sức khỏe của con sẽ khá lên. Nhưng mà em phải kiên nhẫn đi, hiểu chưa? Anh ơi, em không thể kiên nhẫn được nữa. Nếu chúng ta không làm thì không kịp. Chuyện xảy ra với con tối hôm qua đối với em là quá đủ rồi. Anh xem con gái anh kìa, mới có thời gian ngắn mà trông con gái anh xanh xao tiều tụy, nó có ra con người nữa không? Anh ơi, hàng đêm con nói với em là con muốn sống. Anh, tự hỏi nếu anh là em, tự hỏi anh có chịu được không? Anh ơi, vì con của mình á, em xin anh, em xin anh hãy cứu con được không?